Shop haantv.vn, shop bán ạc Liên Quân, Wi-Fi, kim cương, quân huy và thẻ cào game, uy tín tự động 100%. Thử vật may quân huy, kim cương chỉ với 20k, các bạn sẽ có cơ hội nhận 10.000 quân huy và kim cương. Nhận 9.999 quân huy và kim cương, giá trị 1.000 đồng tại khung giờ vàng. Link shop mình để dưới phần mô tả video nha. Annyeong, chào mừng các bạn đã quay trở lại với video của shop haantv.vn. Thì lại là Hà Anh đây. Hôm nay Hà Anh vẫn sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách nhận cũng như là sở hữu mã card thần tình yêu chất chơi người chơi luôn. Và Hà Anh sẽ test thử vòng quay kim cương 25k. Thì đây là giao diện của shop Hà Anh nha, có rất là nhiều chương trình khuyến mãi luôn. Shop còn mua bán ngặt FIFA, Liên Quân, Quân Huy, thẻ cào game, uy tín tự động 100%. Thì các bạn có thể ghé shop và xem thêm chi tiết nha. Thì bây giờ Hà Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để mình nhận từ 90 cho đến 10.000 kim cương chỉ với 25k thôi. Đó chính là vòng quay kim cương 25k tại shop haantv.vn. Bây giờ Hà Anh sẽ quay nha. 75 kim cương cho lần quay thứ nhất. Thì sau khi mà xem video xong á, thì các bạn nhớ là like, share, đăng ký kênh, comment đi kèm lời chúc. Hà Anh sẽ chọn ra từ 3 đến 5 bạn may mắn nhất để tặng kim cương nha. Thì chỉ với là 200k thì Hà Anh đã nhận được là số kim cương là gần 3.000 kim cương. Quá là xịn sò, rất cho người chơi luôn. Kế tiếp thì Hà Anh sẽ đến với vòng quay kim cương 20k để hướng dẫn các bạn cách nhận và sở hữu mã card thần tình yêu nha. Ok, vòng quay có súng 20k đây, có rất là nhiều mã có xịn sò đang chờ các bạn luôn, thì các bạn có thể đến shop và thử vận may nha. Ok, thì ở lượt quay thứ hai Hà Anh đã nhận được mã card thần tình yêu. Thì rất là đơn giản, sau khi mà nhận được mã code thì các bạn chỉ cần chờ trong vòng 24 giờ, thì hệ thống sẽ gửi mã code về cho mình. Các bạn chỉ cần vào hòm thư trong game là mình có thể nhận được nha. Thì bảo đảm là an toàn và uy tín 100%, nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi mà giao dịch tại shop Hà Anh nha. Chúc các bạn may mắn.